Chùa Ba Vàng hiện ra sao sau tâm bảo Thịnh Vong. Thưa quý vị như đã đưa tin gần 10 ngày qua câu chuyện cúng oan gia trái chủ và Thịnh Vong được cơ quan báo chí phản ánh xảy ra tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khiến dư luận quan tâm và ngay sau đó các cơ quan chức năng tỉnh này cùng Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ. Tại cuộc họp thông tin báo chí trưa 26 tháng 3 ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí và đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh đã trả lời trước những câu hỏi của các cơ quan truyền thông đề cập. Đồng thời, bà Phạm Thị Yến bị cơ quan chức năng tiến hành xử phạt hành chính 5 triệu đồng do sai phạm trong nếp sống văn hóa và truyền bá mê tín dị đoan. Vào buổi chiều cùng ngày, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức cuộc họp về việc xem xét trách nhiệm của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì Chùa Ba Vàng. Sau cuộc họp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông báo kết luận về việc thuyết giảng và tổ chức thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại Chùa Ba Vàng. Trong kết luận này, Thường trực Hội đồng Trị sự phía Bắc đề xuất Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong khi chờ hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định cách chức theo quy định. Trở lại với chùa Ba Vàng vào trưa 28 tháng 3, khi cơn bão dư luận về câu chuyện cúng oan gia trái chủ và thịnh vong vừa diễn ra, khác với không khí đông vui nhộn nhịp những ngày thường, hôm nay chùa Ba Vàng khá tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có đoàn khách ở các tỉnh lẻ và khách Trung Quốc đến chiêm bái, tham quan và lễ Phật. Chị Trần Thị Hoài ở tỉnh Ninh Bình chia sẻ rằng, đoàn chúng tôi đi du lịch theo tour. Sau khi đi chùa Cái Bầu hôm qua, trưa nay đoàn về chùa Ba Vàng tham quan nghỉ ngơi và đến chiều thì về. Những ngày qua tôi và mọi người trong đoàn có biết có sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng qua báo chí, nhưng chúng tôi không quan tâm lắm về sự việc đó. Bởi lẽ đi chùa là mong được tỉnh vạn cảnh Phật, chứ không phải để cầu tài cầu lộc hay chữa bệnh cũng như thỉnh vong gì đó. Theo quan sát của phóng viên, vào buổi trưa tại chùa Ba Vàng chỉ có lác đác các đoàn du khách Phật tử đến tham quan lễ Phật. Các hàng ghế ở hành lang dành cho Phật tử trống vắng và trong khu chính điện cũng có vài người đang thực hiện nghi lễ nhà Phật. Đặc biệt khi phóng viên bắt chuyện hỏi thăm thông tin báo chí phản ánh, thì những người làm công quả bảo vệ tại Chùa Ba Vàng đều từ chối khéo vì mọi người cho rằng đó không phải là nhiệm vụ của bản thân. Một phụ nữ trạc tuổi hơn 50 hiện đang làm công quả tại Chùa cho biết, sau khi đọc bài báo đó, các vật tử đều có sự biểu lộ khác nhau, tuy nhiên công lao của thầy trụ trì đối với Chùa Ba Vàng thì không ai có thể phủ nhận. Còn sự việc đúng hay sai thì đã có cơ quan chức năng kiểm tra và xác minh cũng theo người phụ nữ này bình thường hàng ngày có khoảng vài trăm người làm công quả tại đây và mỗi người làm công việc khác nhau tùy theo sức khỏe cũng như sự phân công hôm nào đông thì số lượng người làm công quả lớn hơn đặc biệt khi phật tử đến chùa nếu muốn ăn cơm thì phải báo trước một tiếng đồng hồ để còn chuẩn bị còn không có thể ra thụ lộc miễn phí do nhà chùa phát tại bàn người phụ nữ này cho biết thêm bình thường vào các ngày lễ âm lịch buổi sáng trưa thì số lượng người phật tử và đoàn khách thập phương đến chùa tham quan lễ phật ít hơn còn buổi chiều hay cuối tuần sẽ có nhiều du khách du lịch và mọi người tìm đến đây vì buổi tối chùa ba vàng rất đẹp theo những người dân sinh sống tại thành phố uông bí cạnh tuyến đường lượn xanh dẫn lên chùa ba vàng số lượng phật tử cùng du khách đến chùa này có giảm đi nhưng mà không nhiều từ sau khi báo chí phản ánh sự việc thịnh vong cúng oan gia trái chủ. Tuy nhiên mọi người đều thừa nhận, ngôi chùa Ba Vàng có được như hôm nay là công sức và tâm huyết rất lớn của thầy trụ trì. Một người dân thành phố Ung Bí chia sẻ rằng, tôi về thành phố này buôn bán từ lúc thầy trụ trì chưa xây chùa Ba Vàng. Ở đây ai cũng thừa nhận công lao của thầy khi xây dựng được ngôi chùa như hiện nay. Cho nên khi để xảy ra sự việc trên, ai cũng thấy tiếc cho thầy và chúng tôi cũng mong giữa công lao và lỗi xảy ra cần phân minh rõ ràng. Trước đó, ngày 20 tháng 3, đã có bài báo đăng tin truyền bá chuyện vong báo oán chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ, thu hút sự quan tâm của dư luận. Bài báo phản ánh khi mọi người đến thỉnh vong thì bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra, do đó muốn thoát nạn thì buộc phải trả nợ cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu, thông qua hình thức công đức vào chùa. Đến ngày 22 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí ban hành công văn gửi trụ trì chùa Ba Vàng, trong đó nêu rõ một số các hoạt động tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo của chùa chưa đúng với danh mục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đặc biệt, nghi thức thỉnh vong cúng oan gia trái chủ, các hoạt động giảng pháp do Phật tử Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Phật tử chùa Ba Vàng thực hiện, gây bất bình trong dư luận nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu trụ trì Chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Một ngày sau, vào ngày 23 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí đã làm việc với đại diện Chùa Ba Vàng về các kênh truyền thông của chùa này. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trang web chùa vàng.com.vn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết và chưa được cấp phép đồng thời hai trang web cá nhân của trụ trì chùa ba vàng với tên miền thích trúc thái minh com và của bà phạm thị yến phạm thị yến com đã sử dụng tên miền quốc tế com nhưng không thông báo với bộ thông tin và truyền thông do đó sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng ninh yêu cầu chùa ba vàng tạm dừng các hoạt động vào website này và khắc phục vi phạm cũng như hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép hoạt động Chùa Ba Vàng đột ngột ngừng gọi vong cúng oan gia trái chủ. Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 3, dòng người từ các tỉnh vẫn tiếp tục đổ về chùa Ba Vàng, Vạn Cảnh, Công Đức. Tuy nhiên, những người dân ở đây cho biết, so với thời điểm trước, những ngày gần đây sau khi xuất hiện thông tin về việc truyền bá vong báo oán nhằm trục lợi ở chùa Ba Vàng, số người đến chùa đã giảm xuống. Bên cạnh đó, bãi đỗ xe của chùa cũng còn khá nhiều chỗ trống, một điều hiếm so với thời gian trước đây. Ông Khảm sinh năm 1959 ở thành phố Uông Bí. Xe ôm trước cổng chùa cho biết, ngày trước vào các ngày thứ bảy chủ nhật hoặc ngày lễ Tết, khách đến chùa nườm nượp và dịp Tết đoạn đường dẫn vào chùa thường xuyên bị tắc nghẽn. Đợt cao điểm tôi chạy xe ôm không hết việc, đưa người từ ngoài đường quốc lộ vào chùa Ba Vàng. Thời điểm đó tôi kiếm được 2 triệu đồng một ngày, nhưng ba hôm nay chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng. Trước cổng chùa, lực lượng an ninh liên tục hướng dẫn việc dừng đổ xe, trong sân chùa, an ninh và bảo vệ của chùa cũng liên tục nhắc nhở trường hợp du khách về chùa chụp ảnh, quay phim không đúng quy định. Trong vai người có nhu cầu muốn được cúng vong, giải oan gia trái chủ, một người phụ nữ trong bộ màu áo lam hướng dẫn phóng viên địa điểm để đăng ký. Căn phòng nằm ở tầng 1, phía bên phải chùa nhìn từ ngoài vào có đề tấm biển, bàn tri khách, là nơi các Phật tử có nhu cầu cúng vong, giải oan gia trái chủ người phụ nữ cho biết em xuống đó họ hướng dẫn thủ tục đơn giản lắm số tiền giải oan gia trái chủ tùy tâm của mình tùy nghiệp của mình nếu mình không cúng tiền bằng thực tài thì lên đây làm công quả trường hợp của tôi cũng tương tự tôi đứng ở khu vực bảo tàng của chùa thấy rác bẩn thì quét và lau chùi bà cũng thông tin thêm những người làm công quả ở đây mỗi người một công việc người dọn vệ sinh người đi trồng cây người chăm hoa nhổ cỏ Bà nói thêm, chúng tôi ăn uống và tu tại chùa, sáng dậy sớm tụng kinh, ăn sáng xong chúng tôi nhận công việc, mỗi người phân công một việc, hợp theo tuổi và sức khỏe của từng người. Nếu mình yếu thì công việc nhẹ, thanh niên khỏe mạnh sẽ làm việc nặng. Khi người phụ nữ này đang chia sẻ, lập tức có một người trong trang phục của chùa tiến tới nhắc nhở. Người phụ nữ trên liền dừng việc chia sẻ thông tin với phóng viên và quay trở lại công việc của mình. Theo hướng dẫn của người làm công quả tại chùa, chúng tôi có mặt tại căn phòng có đề biển là ban tri khách tiếp chúng tôi là một người đàn ông trong trang phục màu lam đặc trưng của chùa đeo tấm thẻ có dòng chữ thẻ cư sĩ đang ngồi trước máy tính người này đưa cho mỗi người đến một tấm phiếu để điền các thông tin cá nhân và yêu cầu với nhà chùa sau khi nghe chúng tôi trình bày người thân đau ốm trong một thời gian dài người này cung cấp chúng tôi một trang web mang tên của sư trụ trì chùa ba vàng theo người đàn ông này, trong trang web này có hướng dẫn sắp lễ như thế nào, bài tu tập như thế nào, mỗi ngày người bệnh nên dành thời gian đọc và nghe Pháp để hiểu được nguyên nhân, bệnh tật và biết sám hối. Người này khuyên, chị bảo bố mẹ chịu khó tu tập, nghe Pháp thật là nhiều, mình sám hối bởi cái gì cũng có nguyên do của nó, kiếp trước mình có nghiệp nên nay phải tu tập. Khi chúng tôi đề cập về việc gọi vong cúng oan gia trái chủ, người này nói, vừa rồi các chị cũng biết được thông tin, có những bài báo nói sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của chùa. Khi người này đang chia sẻ thì một người phụ nữ trong ban tiếp đón của ban tri khách nhắc nhở nói rằng thời gian này đông quá nhà chùa không có chỗ ở. Đồng thời họ cũng khẳng định hiện tại chùa Ba Vàng dừng việc gọi vong cúng oan gia trái chủ. Khi tỏ ý muốn biết về thời gian chùa tiếp tục hoạt động thì đại diện của ban tri khách cho biết chị cứ về tu tập sau 49 ngày, chị gọi điện về chùa theo hai số điện thoại chùa cung cấp để biết thêm thông tin. Tạm thời thời điểm này chúng tôi chưa có thông tin. Luật sư Trần Xuân Tiền, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, nếu các hoạt động như thỉnh vong gọi hồn tại chùa Ba Vàng, kiểu như ai muốn thoát nạn thì phải trả nợ cho vong, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa, được chứng minh là thật thì đây đều là hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi. Nếu đúng là có hành vi truyền bá vòng báo án để thu tiền thì điều đó đã cấu thành các tội hành nghề mê tín dị đoan và cưỡng đoạt tài sản. Hành vi này hoàn toàn có thể khởi tố vụ án hành nghề mê tín dị đoan theo khoảng 2 khoảng 3 điều 320 Bộ luật hình sự.